đi, nhưng nghèo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì. Thầm tôi ơi có nhớ cánh rừng nào mò rơi, thân cây nào chùi lá lạc tan trên nền trời. Đồng đội ơi tôi nhớ. Mà mưa cứ rơi, gió cứ gào, cứ thét, mà cứ thăng hàng ngang hàng dọc. Hết giặc rồi, sao không dậy mà vui? Tôi gọi mãi, sao không ai trả lời? Lạnh trắng một màu, cắt da cắt thịt. Tổ quốc sum vầy, các anh đâu hết? Cứ vô tình hay dòng hay trời. Đồng đội ơi, dù năm tháng không nuôi, xin hãy để cho tôi được khóc với những ngôi mộ có tên không tên, hàng ngang hàng dọc, vì chúng tôi là đồng đội của nhau. Đồng đội ơi, chiều trăng xóa những linh hồn trắng, mây trắng bay và bướm trắng chắp chờn, hương khói trắng lòng ta trắng lặng. Đồng đội ơi, chớp bề mưa hướng về để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Diễn đàn của lính của chúng ta thì cũng đã 30 năm. Từ ngày mà chúng ta thành lập ra này, năm nào chúng ta cũng hoạt động cái của diễn đàn, nhưng mà năm nay do dịch giã và thực hiện cái chỉ đạo của ban chỉ đạo thành phố và các cấp ấy, thì chúng ta không đến các nhà nữa để tặng hoa, tặng quà nhân ngày liệt sĩ. Trong diễn đàn của chúng ta thì báo cáo các anh chị là chúng ta có hai đồng chí thương binh, đồng chí Chế Trung Hiếu và đồng chí Đặng Thơ, và hai đồng chí chiến đấu giỏi, chiến đấu giỏi, không tránh được bụi tên hoàn đạn của kẻ thù đó. Nhưng mà chúng ta, anh em chúng ta chiến đấu thì hơi bị kém, nhưng ta tránh được, chúng ta tránh được nhé. Thế và trong gia đình chúng ta, thì qua ba thân nhân của gia đình liệt sĩ, trước hết là anh Đặng Thơ, các em trai là Đặng Quang Tiến, cũng đã hy sinh mặt trận phía Nam. Anh Cao Bá Thân thì có em trai là Cao Bá Dũng cũng hy sinh ở mặt trận phía Nam với cái tuổi đời còn trẻ, và chị Thanh Trương là có anh trai là Nguyễn Tấn Dương cũng hy sinh vào mới tìm năm ngoái ở Cung Đức, Quảng Nam. Thì nhân dịp này diễn đàn của lính đều rất là tỏ lòng cảm ơn các anh đã cống hiến một phần xương máu cho màu xanh đất nước hôm nay, và cảm ơn
gia đình các anh đã có những người đóng góp một phần xương máu cho hòa bình, cho tổ quốc hôm nay. Nay nhân dịp theo những lễ thường xuyên thì trước hết là xin tôi xin thay mặt cho bạn các chị xin tặng anh Tạ Thơ một chút quà nhé, tiện đặt cho lính để thế nên anh là gia đình nhé. Anh Trung Hiếu, vâng, thay mặt cho ban quản trị diễn đàn nhé, tặng anh nhé một chút quà nhé, để ghi mãi mãi ghi sâu tấm lòng và sự hy sinh cao cả của anh, người con của Quảng Ngãi nhé. Rất cảm ơn đồng chí chủ tịch Long và các anh, các đồng chí đã đến chia vui và tặng món quà. Rất là xúc động, xin cảm ơn. Anh mời anh Thân ạ. Anh Thân, vâng. Tôi rất cảm động, ba liệt sĩ của trong diễn đàn. Hôm nay thì anh Cao Bá Thân là có em trai là Cao Bá Dũng cũng đã hy sinh ở mặt trận Việt Nam ở những tuổi đời rất trẻ, 20 tuổi. Xin một lần nữa xin cảm ơn anh và cảm ơn gia đình, cảm ơn sự cống hiến của gia đình với tổ quốc. Xin cảm ơn diễn đàn của mình. Xin chúc mừng em và gia đình nhé, đã mới năm ngoái đây, mới đây tròn được một năm nhé, nhưng đã tìm được ông anh là nhạc sĩ Nguyễn Anh Dương hy sinh ở Sơn Lạc Phương Đức, Quảng Nam, mà cũng rất dày công 30 năm. Gần nửa thế kỷ trôi qua mới tìm được anh về quê mẹ. Một lần nữa xin thay mặt cho nhân đàn nhé, chúc em và chúc cho các anh hùng liệt sĩ mãi an nghỉ tất cả khu nơi tất cả. Các anh các chị, đây là cái hoạt động thường niên mà của nhân đàn của chúng ta. Chúng ta tri ân anh hùng liệt sĩ, nó cao cả những người đã hy sinh cho chúng ta để hôm nay chúng ta có những cái sinh hoạt như thế này. Mời anh Thơ. Dạ vâng. Đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ nói chung, không có cũng đánh gãy loa ra cho nói cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ của trong các đảng chúng ta. Trước hết là hôm nay là thay mặt cho bốn gia đình, hai thương binh và hai gia đình liệt sĩ, tôi cũng vừa ra sẽ em liệt sĩ. Thế thì hôm nay là rất cảm động. Thực sự mà tổ chức được cái buổi như thế này, tôi cũng rất được, còn không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn và chúng ta có ai giữ hòa, đi vào tâm, đi truyền mạnh tâm, mạnh hiểu hòa, để sau này vì mọi người, vì mọi người, chúng ta phải thể hiện cái tình cảm tôi nói, tôi thực sự tôi mới thằng mấy ngày nay người này mà hôm nay tổ chức được, tôi nói phải nó cũng phải nói là phải cảm ơn đồng chí. Mà người đứng ra tổ chức no cái buổi này, để cảm ơn anh chị thì nếu thế rồi hôm nay cũng không biết nói gì đâu, chỉ có cái đôi lời thôi, cảm động ghi nhận những cái tình cảm rất là chúng ta đối với bản thân chúng tôi, những thân nhân gia đình liệt sĩ và những người thương binh trong quá trình chiến đấu cũng hy sinh. Thế tôi thì tôi vẫn trong cái số ba liệt sĩ này thì trong tôi có một chút gì một điều phải là thực sự tôi nói đến mình đi tìm được cái người em mình được tìm lần thứ nhất là vẫn đi chạy và nghĩ đến không còn không biết cái gì, cho nên là những chi thức những cái là rất là tốt và là đoàn kết giữ được cái hoạt động tốt như thế này trong một giới những chi cảm ơn chúc rất là nhiều.